Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa à, đang được liên thông với à, thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Thị trường hàng hóa thì diễn biến tương đối là trầm lắng trong ngày Sở Chicago và Sở ICE US đóng cửa nghỉ lễ. Lực mua chiếm ưu thế trên thị trường năng lượng và kim loại thì đã hỗ trợ cho chỉ số hàng hóa MXV Index chốt ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7 tăng 0,22% lên 2.177 điểm. Toàn bộ các mặt hàng nhóm năng lượng kết thúc ngày hôm qua trong sắc xanh, trong đó thì hai mặt hàng dầu thô là điểm sáng nhờ đón nhận lực mua mạnh trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thâm hụt nguồn cung. Chốt ngày thì hợp đồng dầu WTI kỳ hạn tháng 8 trên sở Nimex đã tăng gần 2% lên trên 71 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent cùng kỳ hạn Nimex trên sở ICEU đã chốt giao dịch ở mức 76,25 đô la Mỹ một thùng, cao hơn 2% so với phiên trước đó. Và trong một diễn biến khác trên thị trường kim loại ngoại trừ mức tăng gần 2% của kém LME thì tất cả các mặt hàng còn lại đều ghi nhận mức biến động dưới 1% cho thấy là diễn biến rằng co của thị trường trong ngày Mỹ nghỉ lễ. Đóng cửa thì giá đồng suy yếu 0,25%, trong khi đó thì quạng sắt trên sở Singapore tăng nhẹ gần 0,4%. Trên thị trường nội địa thì giá thép tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 11 liên tiếp đối với thương hiệu thép Hòa Phát. Nhiều thương hiệu thép khác thậm chí là đã điều chỉnh giảm giá bán thép lần thứ 12, lần thứ 13 liên tiếp. Phần lớn các thương hiệu thép lớn khác cũng đã giảm giá bán thép đối với chủng loại D10 và CB300 vào sáng nay.